Xin chào các anh em quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái sản phẩm mà mình vừa mới chế xong. Đó là một cái bộ kích điện với công suất lớn, và mình đã chế nó để sử dụng được điều hòa cũng như là một số thiết bị mà có thể sử dụng điện lớn như là nồi cơm điện hoặc là lò vi sóng. Thì đây là cái bộ kích điện mà mình vừa mới chế xong. Đây, anh em có thể nhìn xem qua tổng thể của nó. Đây là cái kích mình cắm vào thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ cùng anh em xem bên trong của nó. Ở đây thì các anh có thể nhìn thấy bên trong. Đây, mình sẽ rơi như này cho anh em nhìn rõ hơn. Đây là toàn bộ nội thất của cái con kích điện này. Công suất của con kích điện này thì với cái thiết kế của mình ấy, là ở đây thì mình đang lắp 4 cái bo TG1000, và như công suất đỉnh của nó là có thể đến 4 kW, còn công suất liên tục thì nó chạy được tầm 2400W. Đấy, đó là công suất của 4 cái bo TG1000. Và cái hộp này thì mình thiết kế thì có thể lắp được đến 6 bo. Có nghĩa là mình thiết kế vào một cái hộp nó to. Còn hiện tại thì do là cái bo cầu hát của mình ở đây chỉ có cái bo 2500 thôi, 2500W thôi, nên là mình chỉ cần lắp 4 bo TG1000 thôi. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu từng cái thành phần ở bên trong. Thì như các anh em đã rất quen thuộc rồi, đó là đầu tiên là các bo TG1000 mình cắt ra. Đây gồm 4 bo và cộng với một bo cầu hát. Bo cầu hát xin chuẩn với công suất của những cái con sò, cái con IGBT công suất lớn này, thì nó nằm ở tầm khoảng 2500W, nó chịu được 2500W. Và đây là một cái bo 12V, bo đổi nguồn 220V ra 12V, hoặc là 310V DC đấy ra 12V DC. Ngoài ra thì có một cái bo đây nữa. Ở đây thì có một cái bo để nó đổi điện 24V sang điện 12V. Cái bo này thì mình lấy trong các cái hộp của xe máy điện ấy, hoặc là xe đạp điện ấy. Thì các bạn có thể thấy như cái hộp như thế này chẳng hạn. Đây. Và nó có 3 cái dây, nó sẽ cho dòng là 10A. Thì cái này có thể sử dụng được cái nguồn để cấp trong khoảng phạm vi là 10A cho các thiết bị. Thì ở đây thì mình chỉ sử dụng cái này để cấp nguồn cho 4 cái quạt. 4 cái quạt này nó làm mát cho 4 cái bo TG1000. Và 4 cái quạt này nó ăn rất là ít điện thôi. Nó chỉ có 0,1A mỗi cái này, 12V 0,1A. Nó chạy rất là êm. Quạt này thì mình cũng tận dụng lấy từ những cái nguồn của nạp xe đạp điện ấy. Đấy, thì nó rất là nhẹ và nó chạy rất là êm. Và nó là ăn rất ít điện, nó riu riu nó chạy thôi. Và ngoài ra thì mình có sử dụng một cái quạt của cái cục nguồn 12V, cục nguồn to đấy, 20A 12V đấy. Thì mình tháo cái cục nguồn cháy ra, mình lấy cái quạt. Và ngoài ra thì mình có lắp thêm hai cái quạt thổi cái loại 4x4 này nữa. Đây các bạn có thể nhìn thấy, đây là hai quạt thổi. Thì hai cái quạt này thì mình cho nó thổi vào bo cầu hát, và một cái thì nó làm đẩy gió trong cái này nó đi khỏi cái hộp này. Nó dạng đây, đây là mình thiết kế nó hút cái quạt bên phía bên này ấy. Đây thì mình thiết kế là nó hút ra, còn cái quạt, hai cái quạt bên này thì mình thiết kế là nó là hút không khí vào và nó thổi qua cái bo cầu hát này, nó đẩy sang bên này. Và bên này thì có hai cái lưới chấn để nó chống côn trùng chui vào, và cái quạt này đồng thời cũng là hút ra. Còn tất cả những quạt này mình thiết kế nó đều thổi xuống. Đây các bạn có thể nhìn thấy, nó sẽ khi nó quay như thiết kế nó thổi xuống để nó làm mát các cái cục tản nhiệt cũng như là những cái con
công suất của các cái bo TG1000 và nó làm mát luôn biến thế. Đấy, mình lắp như thế này nó lên trên như thế này để nó làm mát được cả luôn. Ngoài ra thì mình có thiết kế hai cái con tụ bù, hai con tụ bù công suất khi mà ta dùng các thiết bị mà tải cao ấy mà ta đóng vào hoặc ta cắm vào thì nó sẽ rút nguồn. Và vì thế thì mình sử dụng hai cái con tụ này mình đấu song song. Đây là hai con tụ, mỗi con có thông số là 680 min, 450 V, thì mình đấu song song để nó bù cho cái dòng hụt khi mà ta đóng các thiết bị lớn vào nó ăn tải cao, thì nó cái con tụ này nó làm nhiệm vụ nó sẽ cấp điện bổ sung ra là điện 310 cho đến 380 V đấy, và nó có thể chịu được đến 450 V. Thì ở đây thì để thiết kế cái này và để nó chạy ổn định thì mình đã phải mót các cái con TG1000 này một cách rất là cẩn thận, để mục đích là nó không bị nóng bất kỳ con nào, và nó sẽ đều cái vôn khi nó ra thì nó mới ổn định được. Chứ nếu như chúng ta mót cái các cái con các cái bo TG1000 này mà chúng ta không cẩn thận mà ta để chỉ cần một bo nó dâng vôn cao hơn những bo khác thì nghiễm nhiên là cái bo đó nó sẽ là bị nóng, và nó nóng cái bo nó trước những cái bo khác và nó sẽ dẫn đến là cái bo nó chịu tải cao, còn những bo khác có thể là không chạy chịu tải đến. Nó giống như là một cái cỗ xe ngựa mà chúng ta sử dụng nhiều con ngựa kéo ấy, mà cái con nó chạy nhanh nhất ấy, thì cái con đó là bao giờ cũng là mệt nhất, thì cái con nó cứ phải kéo kéo vào những cái con khác thì nó cứ cứ chạy theo như thế thôi thì nó không làm được việc. Vậy thì cũng giống như thế, là cái bo nào mà ta mà để vôn nó cao thì những cái bo khác sẽ không phải làm việc, vì thế những bo đó thì nó sẽ làm mát lạnh, còn cái bo nào mà làm việc mà với cái vôn ta để cao đấy thì nó sẽ rất là nóng những con công suất này, những con phét công suất này. Vì thế là mình sẽ phải mót rất là chi tiết và mục đích là để nó đều vôn nhau, nó chỉ được phép chênh lệch trong khoảng 1 đến 2 vôn, còn nếu như nó mà chênh lệch từ khoảng trên 3 vôn, 3 V trở lên thì nó lúc đó sẽ chạy, ta chạy lâu ta sẽ thấy là có hiện tượng là bo nóng bo lạnh. Thế có nghĩa là một bo thì rất là mát, rất là nguội lạnh đi, còn những bo khác thì nó rất là, cái bo nào mà nó chạy vôn cao thì nó rất là nóng, có nghĩa là những bo đó chịu tải chính, còn những bo sau thì nó không không chịu tải đến. Và ở đây thì mình đã mót một số cái bo rồi. Thì mình sẽ hướng dẫn các anh em cái chi tiết của nó để ta có thể mót đây. Đây là cái bo nguyên bản của nó nhé. Đây là cái bo, ví dụ một cái bo TG1000 như này. Thì khi cắt thì các anh em lưu ý là thứ nhất là ta phải rút những cái phần biến thế cũng như là những cái con đi diode xung ở đây ra. Ta rút rút ra để ta cắt cho nó dễ cắt, và thứ hai là để ta có thể là để lại những cái phần mà nó cần thiết. Vậy thì ở đây thì cái bo TG1000 ấy thì các anh em thấy là nó sẽ có mấy loại khác nhau. Thì ở đây ví dụ như cái bo này, cái bo đang nguyên này và cái bo trên tay mình là đã mốt này rồi, thì nó đều có cái con IC ở trên này, nó đều giống nhau, nó đều có con IC to nằm ở trên như thế. Thì cái loại bo đó thì ta cũng mót giống như bo kia thôi. Tuy nhiên là mỗi bo nó thiết kế khác nhau nên là khi cái công suất của nó mà ta lắp cái con chở hồi tiếp ấy cho cái bo mà ta nắn đi ốt sung thì ta phải dùng đến chở hồi tiếp để ta hồi tiếp về cái chân số 2. Đây, các bạn thấy đây là cái phần chở hồi tiếp của nó thì mình đã lắp trên cái này rồi. Thì mình chỉ cho bạn này, đây là cái con chở hồi tiếp mà mình phải đấu nhiều con, và các bạn thấy là có thể có những con là mình đấu nối tiếp rồi lại phải song song. Đấy, như thế để nó tạo ra một cái trong cái giải của cái ôm cho nó vừa khéo để cho các cái bo TG này nó tương đương khi nó ra vôn từ 310 cho đến 380 hoặc là có thể vượt qua một chút thì nó phải bằng đều đồng đều nhau.
Ví dụ ở đây là mình đang mót các con này nó đều nằm ở là 383V. Thì 383V là nó chạy nó khỏe và nó lại ổn định. Và khi mà mót theo cách của mình thì ta cắm tải vào nó sẽ không bị thụt áp của các cái bo TG1000. Còn nếu như mà ta không lắp hồi tiếp đúng và ta không giữ lại những cái phần quan trọng của nó ấy, thì khi không có tải thì nó vôn rất là cao. Còn khi mà ta cắm tải vào ấy, thì nó lại sụt xuống rất là nhiều luôn. Ví dụ như là khi không có tải ta có thể nó trên 400V. Nhưng mà khi cắm tải vào nó có thể chỉ còn có 200 hoặc là 300V lộn lại thôi. Thì như vậy là nó sẽ không đảm bảo được. Vậy thì ở đây thì cái phần cách mót cái bo TG1000 ấy, thì hôm trước mình đã có cái video mình hướng dẫn các bạn cái cách về mót rồi. Thì nó cũng vẫn như thế thôi. Đây là cái chân mà ta sẽ dò để ta đưa cái đường hồi tiếp dương. Đấy, ta lấy hồi tiếp dương qua cái con điện trở. Điện trở này thì mình nối tiếp để nó làm sao nó nằm ở cái tầm khoảng 55,4 cho đến 55,5. Nó nằm ở khoảng đó 55,4 đến 55,5 kilo ohm. Đấy, cái trở này đấy. Vì thế là có những con trở là nó sai lệch một tí, sai số ở trong thôi mà ta mốt không chuẩn được, không tìm được những con trở tương đương, hoặc là ta không đấu nối tiếp rồi song song để cho nó ra cho nó hồi tiếp đúng để bằng tương đương các bo khác ấy, thì khi ta đấu chung các bo lại với nhau nó sẽ sinh ra hiện tượng là có bo nóng bo lạnh. Đấy, nó bo thì bị nóng mất con MOSFET và nóng biến thế, bo thì lại rất là nguội lạnh, nó sẽ không đồng đều, như vậy thì sẽ không chạy được. Và một cái điều quan trọng nữa là vì là ta đấu các cái bo này song song với nhau để đi vào cầu hát, nên là khi ở đây thì các bạn thấy là ngoài một cái chân hồi tiếp dương của 310V DC đấy, sau khi ta nắn qua cầu hát ấy, thì ta hồi tiếp về cái chân đây mình câu vào cái vị trí của cái trên này thì dò lại cái này nó sẽ nằm ở cái chân thứ hai của cái bo dao động của 3525. Đây cái bo dao động của KA3525 hoặc là SG3525 thì nó sẽ nằm ở cái chân thứ hai này. Đấy, nó nằm chân thứ hai bên đây. Ta dò ta nhớ là nó sẽ nằm ở cái chân thứ hai này này. Thì ta phải đưa hồi tiếp về đó, thì ở đây thì mình dò lên trên và mình hàn vào đây, vị trí này chính là nó dẫn về chân số 2 của cái bo dao động 3525. Và cái chân của cái con của cái bo dao động này thì cái phần mà chân bên này thì cái chân thứ hai từ bên này lại đấy thì lại sẽ nối với chân thứ tư của bên này. Đấy chưa? Thì ta đấu nối với nhau thì nó sẽ chạy liên tục. Thì cái phần này thì mình đã hướng dẫn hôm trước rồi, thì cái phần cách mốt cái bo TG1000 và cái chân hồi tiếp về chân hai bên này. Đấy, vậy thì như vậy thì nó đã được hồi tiếp, nó chạy. Và phần hồi tiếp âm thì các bạn thấy là nó lại có một cái dây lấy từ cái phần âm của nắn DC. Sau khi qua cầu nắn của diode xung ấy thì nó ra cái phần âm 310 đến 380V ấy, thì ta sẽ phải lấy cái phần đó, ta câu cái dây vào đó và ta đưa về cái chân thứ hai, chân của cái con MOSFET bên này. Đây các bạn thể nhìn thấy, đây là mình câu vào hàn vào cái chân của chân thứ 1, 2, 3. Bên này tính bên này lại là chân thứ ba, chân bên trái. Đấy, để ta đưa về hồi tiếp âm của 310V DC, để ta đưa trực tiếp về 310. Vì nó đưa về 310V DC này nên là khi mà ta lấy cái đường 310 để ta đưa về đường chung của các cái bo chập lại với nhau ấy, ta lấy cái đường 310 âm ấy, thì các bạn thấy là mình phải đấu qua hai cái con diode xung. Ở đây thì các bạn thấy có hai con diode xung mà mình tháo chính từ bo TG ra đấy. Cái con diode xung là 680 hoặc là 608 ấy.
Thì trên cái bo TG1000 thì đều nó có các con đĩa xung này, ta có thể lấy chính cho nó luôn. Thì ngoài bốn cái con đĩa xung này ra thì ta phải có thêm hai con đĩa xung. Tại sao mình phải đấu hai con? Để cho dòng nó khỏe, và ta đấu để nó dẫn, có nghĩa là cái đường âm nó đi qua đĩa xung này và nó chỉ đi một chiều thôi, nó chỉ đi ra chứ nó không đi quay ngược lại. Mục đích là để khi ta đấu chung với nhau thì cái hồi tiếp này nó không nhận diện của cái bo khác, nó không nhận cái tín hiệu âm điện âm của điện áp âm là 310 V DC đấy của các cái bo khác để nó chạy cho ổn định. Vì thế là ở đây thì mình phải đấu qua hai con diode, mình đấu song song với nhau để cho nó tăng dòng lên. Đấy thì để nó đi một chiều và nó ra chiều âm chiều này, và chiều âm này nó sẽ đấu với chung với nhau. Thì lúc này nó sẽ không bị xung ngược cái phần điện âm của các cái bo khác vào trong cái phần bo TG này. Và nó không bị xung ngược lại để nó nhận diện trên cái dây hồi tiếp âm này. Vì dây hồi tiếp âm này sẽ đi vào đường chân âm của tụ tụ nắn DC sau bốn con diode xung ấy. Mà ta sau đó ta lại đấu qua cái con hai con diode này thì có nghĩa là nghiễm nhiên nó chỉ đi một chiều âm, nó đi rằng đây chứ nó không quay ngược âm đi quay lại. Đấy, mục đích như thế để cho nó bo nào nó đi rời bo đó, nó làm việc riêng, nó không bị hồi tiếp, nó cảm ứng cái hồi tiếp của nhau để nó làm cho sai lệch hoặc là nó không chạy ổn định được. Đấy thì ở đây thì mình đã mót như thế, và mục đích một cái phần rất quan trọng nữa là đây, nếu như các bạn mà không cẩn thận thì khi mót các bạn cắt ấy nó sẽ mất cái con tụ. Một số bạn là khi cắt nó sẽ mất cái con tụ nhỏ này này, cái con tụ nhỏ rất là nhỏ tí tí như con kiến ấy, con tụ này nó dập xung hồi tiếp ở đây, và nếu như con tụ này mà mất đi ấy, thì nghiễm nhiên khi ta đấu vào thì điện nó sẽ dâng cao cái này. Nhưng khi mà ta có tải một chút, chỉ cần 10W thôi hoặc là mấy W thôi, cắm rất ít thôi, thì nó đã sụt áp luôn, nó sụt áp xuống rất là mạnh. Còn khi mà ta giữ nguyên được con tụ này, con tụ này thì nó rất là nhỏ thôi, nó chỉ có khoảng không phẩy mấy của min thôi. Thì nó có bốn con tụ này, 1, 2, 3, và có ba con tụ là các bạn nhớ là ba con tụ này thì trị số nó tương đương nhau. Thì cái con tụ nhỏ này đấy thì thật là cẩn thận khi mà ta cắt mạch ở dưới này. Nếu như các bạn mà quấn thêm biến áp đấy, như mình là mình có quấn thêm khoảng 9 vòng cái biến áp này để nó tăng cái độ khỏe của cái biến áp này lên. Còn nếu các bạn không quấn thì cũng có thể chạy ổn định được. Tuy nhiên là nó không khỏe bằng thôi. Thì ở đây thì mình có quấn thêm, cái cách quấn thêm thì mình đã hướng dẫn ở cái video hôm trước rồi. Ta sẽ đấu vào đây và quấn 9 vòng, sau đó ta đưa ra đường đây. Rồi sau đó ta lại cắt cái mạch chỗ này để nó không không liên quan đến phần này nữa. Nhưng mà khi cắt nhớ là như mình nói rồi, là thật cẩn thận con tụ bé xíu này. Nếu không có con tụ này thì điện nó sẽ dâng cao, nhưng mà khi mà ta có tải vào nó sụt xuống thấp. Còn khi mà ta để được con tụ này, hoặc là có những bo nó thiết kế lại không có con tụ đó. Ví dụ như là ở đây thì có cái bo này, đây cái bo mình cũng đã mót rồi, nó lại thiết kế là ở trên cái bo này nó không có con, không có ba con tụ hồi tiếp đó. Đây các bạn nhìn thấy là trên cái bo này nó không hề có một cái con tụ hồi tiếp nào ở vị trí này, nhưng mình bắt buộc vẫn phải câu cho nó một con tụ hồi tiếp nhỏ tí ở đây. Đấy, giữa cái chân mà mình lấy, cái chân này là chân mà lấy nguồn ra, và một chân bên này là sau khi mình quấn 9 vòng trên cái biến thế này mình lấy ra một đường ở đây. Thì mình cắt cái mạch chỗ này đi để nó đứt, để nó không liên quan phần này nữa, để mình lấy ra đây. Và cái đường này là đường nguyên gốc của nó. Như vậy là mình ra được chỗ này là nó chưa nắn. Còn khi mình nắn ra nó sẽ ra 380 V DC thì theo cách mốt của mình. Còn nếu các bạn có thể là mốt ở mức là 310 hoặc là tùy các bạn, có thể trên 400 cũng được. Nhưng đừng có cao quá, nếu như các bạn mà để cao quá thì cái bo cầu hát nó không chịu được. Nó chỉ chịu được 310 cho đến 420 V thôi. Vì thế ta nên mốt ở cái tầm khoảng như mình để là 380 hoặc 383 V thì nó có cái tầm đó là nó khỏe mà nó ổn định nhất. Đấy thì như cái con này thì mình cũng đã câu một cái con tụ nhỏ xíu vào đây
để nó tạo thành dập xung để nó ổn định. Và ngoài ra thì ở đây có một cái con tụ nữa, nhỏ nữa, tụ gốm này. Thì con tụ này các bạn cũng nên để, cũng nên để cho nó cũng sẽ ổn định cái vôn, và khi ta có tải vào thì nó đều, cả hai cái này nó đều hỗ trợ, nhưng cái này là hỗ trợ chính, còn cái này nó chỉ hỗ trợ ít vôn thôi. Bây giờ thì cái phần hướng dẫn của các bạn, của mình ấy cho các bạn thì như vậy là các bạn cũng có thể biết được cách để mốt rồi. Đây bo này thì mình cũng đã mốt như thế luôn. Vậy thì bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn là quay lại là thử test thử cái này để xem công suất nó chạy như thế nào. Và ở đây thì mình đã lắp cái bộ này vào một cái hộp điện như này, thì mình đã thiết kế cái đồng hồ báo thông số như này. Đấy thì nó cũng rất là gọn gàng rồi. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ đã cùng các bạn là đấu ắc quy vào nhé. Ở đây thì mình có sử dụng là hai cái ắc quy nhỏ của xe điện đây, thì mình và các bạn sẽ đấu vào, sau đó ta sẽ đo cái dòng điện, cái xem là sóng nó thế nào và xem nó chạy ổn định không. Ok, như vậy là mình đã đấu điện ắc quy. Bây giờ thì mình sẽ bật công tắc. Đây, công tắc của nó nằm ở đây. Bạn thì nhìn thấy là cái vôn của nó sẽ lên dần. Đấy. Đây, khi mình bật cái tắt thì vôn nó sẽ lên từ từ. Để mình sẽ cầm máy quay để mọi người nhìn rõ. Đây, mình sẽ tắt đi bật lại cho bạn xem này. Ở đây thì cái cụ ở trong nó có cái con tụ bù ấy, nên là khi mình tắt đi thì phải một lúc sau nó mới hết được, vì ta chưa sử dụng cái thiết bị gì cả. Đấy, bây giờ nó đang đang xuống vôn dần vì mình tắt đi. Bây giờ mình sẽ bật lại này. Đấy, bạn thấy là nó đang lên dần. Đó, và nó nằm ở 221V. Và ta sẽ cùng mở ra để ta xem bên trong nhé. Đấy, ở đây thì cái ắc quy của mình thì nó cũng đã yếu rồi. Và mình thiết kế thì ba cái quạt này là mình đấu qua cái con cảm biến nhiệt, là khi nhiệt độ cao lên nó mới quay. Còn bốn cái con quạt nhỏ nhỏ ở trên bốn cái bo TG1000 ấy thì nó riu nó chạy thôi. Và vì cái ắc quy này bây giờ nó chỉ còn có 24V thôi, nên là nó hơi yếu. Bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn là test với những cái thiết bị nhỏ, và mình sẽ đo cái sóng cho bạn xem lại nhé. Trước tiên là đây, mình sẽ cắm vào máy hiện sóng đây. Đây các bạn nhìn thấy sóng rất là đẹp. Đấy, sóng xin chuẩn nhá. Đấy, mình để này cho các bạn nhìn thấy. Đấy, bây giờ thì mình rút ra này. Mình cắm vào này. Đấy, mình sẽ chỉnh nhé, điều chỉnh cái này cho các bạn xem sóng nhé. Đấy, đây là sóng xin đấy. Rồi ok, vậy thì phần sóng của nó thì đây là sóng xin chuẩn rồi, chắc chắn là bộ cầu hát sóng xin chuẩn. Bây giờ thì mình sẽ test với cái quạt cho các bạn xem nó chạy êm không. Với cái bình ắc quy này nó yếu rồi, nó chỉ còn 24V hoặc không được 24V, nên là đấy các bạn thấy quạt nó chạy rất là êm luôn.
rất là êm và mạnh. Êm ru thì nó không hề có tiếng gừ gừ gì hết. Rồi mình sẽ tiếp tục mình cắm cái quạt khác. Đấy, các bạn nghe thấy đây, là nó êm, chạy rất là êm luôn. Ok, vậy thì bây giờ thì bình ắc quy này nó yếu rồi nên là mình sẽ chưa tải được các cái thử được các thiết bị tải cao. Bây giờ mình và các bạn sẽ cùng xuống bên dưới thì mình sẽ đấu vào cái hệ thống ắc quy và hệ thống pin năng lượng mặt trời để ta có thể thử được những cái tải lớn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn là test cái bộ kích này với cái bộ pin lipo 450A của mình, gồm có hai khối. Và ở đây thì mình đang để tạm dưới này, mỗi khối này là gồm có 8 cell 200A, mạch sạc xả là 100A, hệ 24V, bên này cũng thế, gồm các cell 200A một cell. Và còn đây thì khối pin nhỏ hơn là 50A, pin 50A 24V 8 cell. Mình đang để tạm thế này để test cho các bạn, và nó đang được sạc bởi hai con sạc năng lượng mặt trời MPPT. Đây một con và đây một con. Thì mình đang sử dụng đây, bạn thể nhìn thấy dòng sạc của cái này thì giờ nó pin đã no rồi nên nó chỉ còn 800W một con thôi. Đây, mình đang sử dụng cái dàn cấm pin ở bên ngoài này. Tầm hơn 3 gần 4 kW pin đúng không này. Bây giờ thì mình sẽ đấu cái nguồn 24V của cái khối pin này vào cái con kích này để cùng các bạn test xem nó sẽ có công suất như nào và nó chịu đựng được như nào. Ở đây thì mình sẽ test với nồi cơm điện và sau đó thì test với điều hòa. Ok, bây giờ thì mình sẽ để máy đây đã. Đây mình sẽ đấu cái cực dương, mình đấu vào trước rồi. Đây là cực dương của pin. Đây là cực âm. Hiện tại thì cái bộ pin này là 450A và nó đang chạy với một con kích bên này nữa. Con kích này nó đang tiêu thụ là gần 600W, 590 mấy con đấy, con lúc lên 600 đấy. Thì hiện tại cái con kích này mình đang chạy cùng song song để mình chạy cho dàn máy tính là 10 cái cây máy tính. Bây giờ thì mình vẫn để nó chạy và mình sẽ tiếp tục là đấu song song một cái kích mà mình vừa chế này. Để bây giờ mình sẽ bật kích lên và cùng các bạn test. Đấy, các bạn thấy là dàn quạt của các cái bo TG1000 ấy thì đã hoạt động. Đấy, các cái quạt đã quay, nó rất là êm. Và riêng cái phần quạt của bo của H trên này và cái quạt lấy gió ra được này thì khi mà nhiệt độ trong cái cảm biến của cổ hát nó chạy nó ấm lên thì nó mới bắt đầu là nó lấy gió ra. Còn bây giờ thì nó chỉ chạy các cái quạt nhỏ này thôi, chỉ có 0,1A này, mỗi cái đó thì nó làm mát các cái bo TG1000, các cái con MOSFET thì nó. Ok, thì mình sẽ tạm thời là đo, chúng ta sẽ dùng cái nhiệt kế này để đo thử xem là nhiệt độ như nào. Đấy, nó tầm 33,7. Mình đo cả biến thế, cả MOSFET 33,6.
biên thế MOSFET. Đấy, tầm 34,5. Con này mình đo cái phần cầu H 33,6. Đo biến thế của cái TG1000 này 3,4 MOSFET, 34,5 MOSFET thì nó ấm hơn một tí. Rồi, nói chung là nó nằm tầm 34, 33, 34. Đấy, chưa có tải nhá, 34,7. Đấy, nó nằm ở tầm đó. Nói chung là đây là đang chưa có tải thì nó không hề bị ăn lẫn nhau, vì các cái bo này mình mốt là nó đã các cái vôn nó đã tương đương nhau rồi. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ cắm các thiết bị vào. Đây, các bạn thì nhìn thấy ở trên cái phần đồng hồ báo của nó đây, 221 V, đang chưa có watt nào cả. Đấy, chưa, công suất chưa sử dụng. Bây giờ thì mình sẽ để đây và mình sẽ cắm từng thiết bị để test với các bạn nha. Đầu tiên là mình sẽ test với cái nồi cơm điện này. Mình sẽ test với nồi cơm điện này với cái công suất là nó để trên này là 700W. Rồi, công suất của nồi cơm 700W. Đây, các bạn sẽ nhìn cái đồng hồ báo trên màn nha. Đây, mình sẽ cắm cái nồi cơm vào. Và bạn thấy đây mới là cái phần tải của cái phần sưởi thôi. Sưởi cho nồi cơm thôi. Đây, đèn nồi cơm đã sáng. Mình sẽ cầm cái máy quay ra để cho các bạn nhìn cho rõ. Đây là đang để chế độ hâm nóng. À, ở đây là đang là 52W. Bây giờ mình sẽ bật chế độ nấu. Đây, mình bật chế độ nấu. Và các bạn xem đây là nó lên là 650W. Đấy, đây là hoàn toàn công suất thật nhá. 651W. Ok, và nồi cơm thì đang nấu đây. Dây của nó đây. Cắm trực tiếp vào cái kích này đây. Ok, để thế mình sẽ chờ một lúc để xem nồi cơm nó như thế nào. Đây, mình sẽ mở nồi cơm ra để cùng các bạn đo nhiệt độ nhá. Đấy, bây giờ là nước đang chưa sôi, lên 38 độ rồi. Nước đã lên 38 độ rồi. Đấy. Nó đang vẫn là 649W.
Ok, như vậy là cái phần nấu cơm này thì chắc chắn ổn rồi. Bây giờ thì mình sẽ test sang cái thiết bị sử dụng cao hơn, đó là mình sẽ test với một cái điều hòa 12.000. Đây là cái phích mà để lấy điện để lên cái cầu dao đảo chiều này. Bây giờ mình sẽ đảo xuống cái phần để sử dụng cái đường năng lượng mặt trời, có nghĩa là đường phích này. Đây, giờ mình sẽ đảo xuống dưới này nhé. Mình đảo xuống đường năng lượng mặt trời. Và cái phích này mình sẽ cắm vào trong cái kích. Ok, mình sẽ cắm vào kích nhá. Nó chưa ăn tí gì cả nên là bạn thấy là nó bây giờ đang không oát. Và bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn kẹp dòng. Tức là ta kẹp dòng vào cái này. Mình bật đồng hồ lên. Ok, chưa hề có dòng vì chưa bật điều hòa. Bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn ra để bật điều hòa ngoài này. Đây, bây giờ thì mình sẽ bật áp điều hòa lên. Và mình sẽ bật. Rồi, mình bật điều hòa và mình và các bạn sẽ cùng quay lại để kiểm tra đằng kia. Trước tiên là mình sẽ để cái chế độ của nó là nhiệt độ mình sẽ cho xuống dần nha. Mình sẽ cho xuống 26 độ này. Cho tiếp xuống này 24 độ, 23 độ. Ok, 22 độ nào. Rồi, mình sẽ cùng các bạn ra và ta sẽ cùng đo được đây. Đây, bây giờ thì các bạn thấy là bắt đầu là điều hòa mới đang chạy lên. Vì đây là dòng inverter và dòng khởi động của nó thì nó đang lên dần. Chứ nó không như là dòng điều hòa cơ thông thường nên là nó sẽ, cái dòng nó sẽ ăn từ từ nó lên. Đấy, nó lên 320, 22, 23, 24, 25. Đấy, các bạn thấy là vôn nó sẽ ăn dần dần lên chứ nó không như điều hòa kia là nó ăn một phát cao. Và A thì ở đây thì 2,18 A. Đây, chúng ta cùng đo cái này. Cái này là cũng 2,18 A. Đấy, đó là dòng của điều hòa bây giờ đang ăn. Vậy thì ở đây bây giờ mình sẽ cho cái chế độ điều hòa chạy turbo nhá. Chạy turbo có nghĩa là powerful này. Nó sẽ là nó cho mạnh nhất. Đây, mình sẽ test thực tế cho bạn này. Mình bấm turbo có nghĩa là đó, nó tăng sức mạnh cao nhất và nó sẽ ăn dòng cao nhất. Đấy, thì các bạn thấy nó bắt đầu nó mới lên dần. Rồi, điều hòa dòng inverter này thì như bạn biết rồi là nó sẽ lên dần dần chứ nó không vọt một phát là lên mấy kilowatt luôn đâu. Rồi, nó nằm ở 314W, nó đang đóng dần lên. Thế 316, 317. Bây giờ mình cùng các bạn mở cái nắp này ra để chúng ta sẽ đo nhiệt độ nhá. Chúng ta sẽ cùng đo nhiệt độ trong này. Đây, mình đo lại MOSFET này. Đấy, MOSFET nó nằm ở 49 độ, 50 độ. Con này 40,7 độ, 41 độ, 40, 41 độ. Con này thì 43. Nói chung là nó nằm loanh quanh tầm dưới 50 độ là ok. 44 độ. Thế bò này. Đấy, con này thì cũng là 39, 40 độ gì đó. Đấy, bò của hát này. Bò của hát cũng mới là 36 độ thôi. Nó cũng rất là
rất là mát. Đấy. Là 9 độ. 11 độ. Rồi cái bo này thì bo TG 1000 này thì có vẻ là nó ấm hơn so với những cái bo khác một chút. 41,9 độ. 44 độ, đo thẳng qua MOSFET là 4452 độ. 51 độ. Còn MOSFET này thế nào? 40,7 độ. Nói chung là nó chênh nhau một chút do cái phần tản nhiệt, hoặc là nó có những cái bo nó đang chênh nhau khoảng 1 V hoặc là 1 nửa V thì nó cũng sẽ có cái độ là nóng hơn những bo khác. Đấy. Nhìn chung là ổn. Đang chạy điều hòa nhá. Mình đang chạy điều hòa và cái bo này ở cái nhiệt độ này là cũng tương đối ổn thôi. Đấy, 43 độ, biến thế đang 43 độ. Đấy, MOSFET đang 50 độ, 50,2 độ. Đo MOSFET bên này 41 độ. Rồi, MOSFET bên này thì đo thẳng xuống sát ấy, thì nó lên 57 độ, 55 độ, 55 độ. Ok, như vậy là cũng ổn thôi. Rồi, vậy thì bạn thấy là ta kiểm tra lại điều hòa đang chạy. Đấy, điều hòa đang chạy bình thường và đấy, cũng mát lại rồi. Điều hòa đang chạy bình thường nhé. Như vậy là chạy được điều hòa ổn định nhé. Ok, vậy thì với cái việc là mốt cái bo, các cái bo TG 1000 để tạo thành một cái kích sinh chuẩn, với công suất có thể là ta sử dụng như nồi cơm điện và điều hòa thì hoàn toàn có thể được. Và ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn cái video này để anh em nào muốn mốt, muốn làm thì các bạn có thể làm nhé. Ở đây thì hiện tại cái khối pin này thì mình đang chạy cho cả một cái con này là đang 626W đây. Nó đang ăn 626W để nuôi cho cái dàn máy tính, 10 cái máy tính sử dụng năng lượng mặt trời nhé. Đấy. Và nó nạp bằng hai con MPPT với cái dàn tấm pin năng lượng mặt trời ngoài này. Đấy, thì các bạn thấy là nó cũng rất là ổn. Và ở đây thì cái hệ thống lưu trữ này ấy, nếu mình chạy bình thường mà ít ấy, thì nó có thể là được đến khoảng 2-3 giờ sáng. Và đó là mình chạy với 10 cái máy tính nhá, một dàn 10 cái máy tính liên tục. Và ngoài ra thì còn chạy với quạt nước, quạt mát nữa và thắp sáng nữa. Thì nếu như mất điện thì cũng vô tư. Vì cái bộ này thì như bạn tính ra là nó khoảng 450A hệ 24V thì nó nằm cũng phải tầm trên 10 ký điện, 10 kW điện. Và 10 kW điện thì trong khoảng thời gian đó là ta sử dụng thoải mái được khoảng như mình sử dụng có khoảng 600-700W ấy, thì nó cũng được tầm khoảng trên chục tiếng rồi. Đó là ban đêm nhé. Còn ban ngày thì năng lượng mặt trời nó chiếu xuống thì ta dùng từ sáng đến tối thì nó càng nạp vào trong bình, trong pin này thôi chứ nó không đi đâu cả. Rồi ok, vậy thì các bạn thấy đây, quay lại đây, bây giờ nó đang chạy ổn định. Sau khi nó chạy turbo xong thì bây giờ nó xuống là 313-314. Đấy, điều hòa inverter 12.000 của Daikin. Nó cũng ăn rất là ít điện thôi. Và bạn thấy là nó chạy ổn định thì ở mức 310. Đấy. Còn khi nó lên dòng cao thì nó ăn turbo thì có thể lên đến 1.000. Đấy, nó bây giờ nó lên đến 417-418W. Đấy, các bạn thấy là nó turbo nó chạy cái dòng inverter này nó tự động nó điều chỉnh và nó lên watt dần, cái nó không sốc như là cái dòng kia là nó mỗi lần đóng lốc máy ấy, là nó lên cái dòng rất là. Rồi vậy thì như các bạn thấy là cái này thì như thiết kế của mình là có thể lắp được 6 cái bo TG 1000. Tuy nhiên ở đây mình chỉ mới lắp 4 bo thôi. Vì cái bo cầu hát này thì nó chỉ mình chỉ có bo là đến 2,5 ký thôi. Mà 4 cái bo này thì nó đã được là
cũng tương đương rồi, 2,5 kg rồi, nên là mình chỉ cần 4 bo thôi chứ cũng không cần lắp đến 6 bo. Đấy, và rất là gọn nhẹ và cũng rất là đẹp. Bạn thấy là dùng rất là thoải mái và lại dễ sửa chữa, xử lý. Vì các cái bo TG1000 thì nó chả có gì cả, có 4 con MOSFET thôi. Và ở đây thì mình đang để là MOSFET nguyên bản của nó là 3205 nhé, IRF3205. Còn nếu các bạn có điều kiện có thể thay những con MOSFET khác với cái dòng cao hơn và cái vôn cao hơn, nó khỏe hơn thì nó sẽ mát rượi luôn. Đấy, thì mình chia sẻ cái video này đến đây. Thì nếu anh em mà thấy hay thì hãy cho mình xin một like và hãy đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi, các bạn thấy là rất là đơn giản, gọn nhẹ. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau nhé.